Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với cây nhà phụ tùng Rinsei Cup. Làm một vài món cho anh em. Đây là mặt kính tháo xe. Rồi, bên đây là mặt kính mới trong bịch. Rồi, đây mặt kính tháo xe này các bạn. Tháo xe cũng còn rất là đẹp nha. Nhưng mà cái chữ Honda thì nó sẽ bay cái chữ màu trắng. Đó, giống như anh em thấy bên đây nè. Cái đây là hàng trong bịch thì nó còn. Còn tháo xe thì đa số là nó bay hết nha các bạn. Mặt kính thì còn đẹp nha. Đó. Đẹp, không có bị chày xước nặng nha các bạn. Đó, mặt kính nó còn rất là đẹp nè các bạn. Rồi, mấy cái tháo xe các bạn. Đó. Còn cái này là hàng mới trong bịch. Ring luôn nha, hàng zin mới trong bịch. Đó, dành cho anh em nào mà lên xe cộp. Nó mắc tiền hơn cái thằng tháo xe một chút thôi. Rồi tới logo. Logo thì có logo dành cho cúp nổi. Super Cup cúp nổi này, hàng trong bịch luôn các bạn. Rồi logo đời 86 với custom. Thì anh em muốn cái số bao nhiêu thì sẽ dán vô nha. Cái số nó sẽ rời nha các bạn. Số 50, 70, 90 nó sẽ rời. Anh em muốn số mấy thì dán vô nha các bạn. 50, 70, 90 thì có đủ hết. Đó, logo có hai loại. Này là hàng trong bịch nha các bạn. Đó, anh em có thể mua logo không hoặc là mua tem riêng cũng có luôn. Thì đối với cái thằng logo á thì cái chân của này nó sẽ ngắn hơn cái chân này nè các bạn. Đó, đây. Đây, đó, anh em nhìn cái chân này. Cái chân này nó sẽ dài hơn, chân này nó ngắn hơn. Thì khi mà gắn vô đây á, khi mà gắn vô mặt nạ thằng thì nó sẽ xài cái chân dưới này nè. Đây, mình gắn vô cho các bạn coi. Đây, xài cái lỗ dưới nè các bạn. Xài cái lỗ dưới. Đó, nhưng mà nếu mà khi mà xài với cái logo này thì các bạn phải sẽ khoan một cái lỗ ở phía trên. Đó. Thì cái thằng này mới do cái thằng kia là cái chân nó nằm ở đây, còn đây là cái chân nằm xích lên trên nên mình phải khoan cái lỗ ở trên các bạn. Đó, chưa, rất là đẹp. Rồi còn cái này là mặt nạ zin hàng trong bịch. Đó, rất là đẹp luôn, dành cho anh em nào lên xe. Còn những cái mặt nạ này mà tháo xe thì đa số là bị nứt chảy xước hết anh em, nên bắt buộc phải xài hàng trong bịch nó mới đẹp thôi. Rồi tóm lại là giờ có logo nè, mặt nạ nè, mặt kính nè, mặt kính có tháo xe nè, có trong bịch nè. Đó, anh em thích món nào thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Phương thức mua hàng, những anh em ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua, ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển được trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin trong Zalo giúp mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.